Vâng, trai phụ núi xin chào các bác. Các bác bẫy ong được mấy đàn rồi các bác? Hôm nay trai phụ núi mới chuẩn bị đi bẫy các bác nhá. Hôm trước trai phụ núi có mang cái đỏ lên sân này để phơi nắng, phơi sương thì nó khô này, ấm mà. Trước để trong kho ẩm quá, có mỗi mọt gặm hết nha. Gặm ở chỗ kia này. Thùng từng lỗ, cái kia nhé. Quả này ăn khá nhiều ấy. Hôm trước ở trai phụ núi nghĩ khoảng tháng 10 âm lịch mới bẫy được cơ, nhưng mà lạnh nó đến sớm quá các bác ạ, nên là hôm nay trai phụ núi mang vài ba cái đỏ đi thử nghiệm trước nhé. Còn mấy cái đỏ có sắp cũ mang đi đặt cái gốc cây trước này. Đây, trai phụ núi đã đặt xong cái đỗ bẫy ong mật đấy các bác. Trai phụ núi đặt thì rất là đơn giản luôn. Đầu tiên là chọn cái gốc cây để bẫy, thứ hai là mình phát cái cỏ và đặt bẫy thôi, rất đơn giản luôn các bác. Trai phụ núi để cái lỗ vào cái cạnh này này. Đây, lỗ trai phụ núi là có làm chỗ này mới mới một tí và để một cái cây ở đấy ký hiệu màu trắng trắng thì đây chú ong nó sẽ tìm xuống đến đây và thấy cái lỗ và tổ đây. Đơn giản các bác ạ. Các bác cùng trai phụ núi chờ kết quả thế nào các bác nhá. Bẫy tổ đầu tiên. Đợt trước trai phụ núi có trả lời là vào khoảng tháng 10 âm lịch thì mới bẫy, nhưng tuy nhiên là thời tiết lạnh rồi nên là bẫy sớm hơn các bác ạ. Trời phụ núi hôm trước không ngờ luôn là ngày hôm nay sáng sớm lạnh rồi nên là bẫy sớm các bác nhé. Các bác nếu thấy video này hay thì chia sẻ cho nhiều người cùng biết, và các bác thích video này thì bấm like video nhé, ủng hộ trai phụ núi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.